Hello con Trần Hoàng Nam nha, có lô bà con bé đầu hối nhà bán bún. Hả? Lắm rồi hả anh? Anh đang đanh kim cương một mà em. Cái bữa rớt chuỗi rồi sớp, là mày khịa tao nữa đúng không? Ây da, má cái chiêu khò đó của con rồng nó khó lắm á. Cái chiêu đó của con rồng cũng khó qua lắm, nó đau như quỷ vậy á. Đứng gần nó khò có một xíu thôi mà tách ra làm đôi luôn rồi. Mà nó mang ta le nên không sao, mình không sợ. Quá hay, tất cả mọi thứ đều vừa đủ hết luôn. Má con quỷ rồng này đánh chắc á. Mấy cái thế lính như vậy mà nó cũng không chịu, nó không chịu đẩy lên, nó cứ giữ ở cái ngưỡng này không nè. Là mình solo kill với nó cũng không được. Mới lượm được cây boss nè, anh Hiếu mới bắt lại 220k, giá gấp là 280k. Hiếu đâu biết hút thú. Hút boss hay là hút cái gì tôi cũng không biết hút ấy. Nhờ cái quả di chuyển linh hoạt của tôi mà hồi nãy tôi né được cái rờ của con rồng. Rừng nó xuống boss rồi, mình bê được cái trụ này. Con rồng nó chưa có hồi tele đâu. Về để lại cái con mắt ở đây nè, nếu như mà con rồng nó có di chuyển qua cánh trái hoặc là cánh phải mình đều biết nó đi hết. I'm coming. Rồng nó chạy vô được tới trụ rồi mấy fan, nên là mình không có dí nó kiểu đó được, mình phải dí nó kiểu này. Đây rồi. Ủa con rồng nó lên tới chả này nó chết luôn hả? Hay dữ vậy. Đây đây đây, hai shop lui đi để tôi cho. Nè nè. Hay quá vậy. Cái quả đó con Javan vẫn đủ tỉnh táo để xử lý cái đó nha. Thằng hết như trận này xanh nhưng mà không có cơ hội chơi game với Lee Sin với tôi rồi. Tụi tôi xanh quá, xanh trước cái ngưỡng cho phép của cái game này á, cho nên là cái cánh trên của nó gãy rồi. Cái gì đây sớm? Rồi Javan đổi mạng luôn. Mà phải hút như mà Ashley mất lát. Ashley có lát rồi đó. Hồi nãy cũng chả để ý là thằng FU nó có xài kiệt sức chưa nữa. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Ui da, ui da, ui da. Sao mà trở tay kịp, sao mà trở tay kịp. Con rồng quả đó là không biết thật 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 ảo ảo là cái gì hết. Mày đừng có tưởng mày nấp một bên là mày có thể sống với tao. Không có chuyện đó đâu. Tao biết con nào đâu vậy quýnh. Kéo hộ cái vậy sao móc. Vậy sao móc, vậy sao móc. Vậy sao móc. Ủa sao móc được. Ê
Ây da, vậy mà ăn nguyên cái rờ vô đầu luôn. Cái quả bị con Nautilus kéo là cái quả sàm đốt nhất mà tôi từng thấy luôn á mọi người. Làm sao có cái chuyện đó được. Má nó bịt bợm thiệt. Baron bên tôi cũng ăn. Nó bắt thằng AD tôi nó bắt cũng không được. Game này có chắc là chắc tôi đánh quá hay rồi. Ông Lee Sin nữa, ông Lee Sin bên tôi trận này đánh cũng ác. Hay, quá xuất sắc. Lương Tâm Cu Trang là cái gì? Cái tên tôi là Lương Tâm Cắn Rứt đó má. Có nhiều bạn đọc lộn thành Lương Tâm Cắn Cứt. Cho em thơm má bé bò nha anh Hiếu ơi. Ủa cứ dụ bé bò thôi, sao cứ đĩa bé bò hoài vậy? Anh đựng má anh Tèo đi anh bò. Giải cứu anh Tèo, giải cứu anh Tèo. Hết tiêu đã mất tiêu rồi mọi người. Hảo giác. Còn nhớ họ và tên em không anh Hiếu? Rồi thua luôn. Hello con Ngọc Châu, mày là ai? Mày cởi đầu mày ra. Hết game còn chơi không anh Hiếu ơi? Không, hết game mày chắc cút rồi. Trễ quá rồi, không chơi nữa. Sao cái con gồng mà nó thọt mà nó khỏe dữ vậy ta? Quả chối nó đỡ kiểu nào mà đỡ? Adriel đâu rồi? Adriel đâu mất tiêu rồi.